Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Sau một kỳ nghỉ Tết thì quý vị đã chuẩn bị tinh thần để đi xem nhà chưa ạ? Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà với diện tích 65m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng, ô tô đi qua nhà. Với căn nhà này, mặt tiền 4m rưỡi, mặt hậu 4m rưỡi và hướng nhà là hướng Tây Nam, thiết kế diện tích rộng rất là phù hợp cho quý vị nào mà ở 3 thế hệ mong muốn đường to, ngõ rộng, rồi là ô tô đi qua, có sân cổng riêng. Và căn nhà này có thể đáp ứng đúng tiêu chí này cho quý vị. Với 3 căn đã bán 1 và còn 2 căn, Ngọc Anh sẽ quay căn này gửi tới cho quý vị nhé. 65m² hướng nhà Tây Nam, vị trí của nó gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần trường đại học Phenica. Cụ thể nó sẽ cách khoảng tầm 4,5 đến 5 km mọi người ạ. Và cách với bến xe Nghĩa cũng khoảng tầm 5 km, đi lại giao thông thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, Quốc Oai, Hoài Đức. Và căn nhà này thì thiết kế sân cổng riêng thực tế đây ạ. Đây, sân riêng rất là rộng, rất là thoáng, để xe cộ mọi cái rất là ok. Và với cái thiết kế của nó ấy, thì phần cổng riêng của ngôi nhà là chủ nhà thiết kế là sắt sơn tĩnh điện cho quý vị. Sắt mỹ thuật cắt CNC. Căn nhà hoàn thiện xây mới hoàn toàn, 3 căn được xây dựng độc lập riêng biệt từng căn. Và đây là phần sân riêng. Mời quý vị theo em vào cụ thể thiết kế chính của ngôi nhà. Tầng 1, chủ nhà thiết kế ngoài cái phần cổng rồi thì thiết kế cửa chính ở đây cho quý vị là một lớp cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đồng thời, phần tầng 1 thiết kế rất rộng, thoáng, mặt tiền của nó được 4m rưỡi. Ngoài phần cửa chính thì vẫn có cửa sổ thông thoáng. Với cái căn này thì ưu điểm tiếp theo, ô tô để ngay cạnh nhà, ngày đêm thoải mái mọi người ạ. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, và với cái vị trí đi lại cũng tương đối là ổn. Cuối gần như là nó cách với cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài khoảng tầm 3,5 km thôi. Phần hoàn thiện cơ bản của ngôi nhà đã xong 100%. Theo đúng như hiện trạng của ngôi nhà là quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, sổ sẵn sàng cất két giao dịch trong ngày mọi người nha. Và tầng 1 của ngôi nhà thì ngoài ra thiết kế phần hoàn thiện xong hết 100% về trần thạch cao, đèn led, gạch lát nền đó. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Ngoài anh hiện tại đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Với phần phòng khách, chủ nhà hoàn thiện đầy đủ chỉn chu cho quý vị, vách PVC cũng như là kệ TV đầy đủ xong hết, hệ thống trần thạch cao. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng. Với quý vị đang tìm, một số quý vị mong muốn chia sẻ với Ngọc Ánh rằng là không cần phải tầm 5 tầng, chỉ cần 3 tầng nhưng mà diện tích rộng, mặt tiền từ 4 mét trở lên, thì quý vị ơi, căn nhà này quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Mời người theo em vào tiếp theo phần phòng bếp của ngôi nhà. Với không gian phòng bếp rất rộng và thoáng. Đây, phần tủ bếp chủ nhà hoàn thiện hết, chỉn chu đầy đủ cho quý vị. Công năng tủ bếp này thiết kế gỗ MDF chống cong vênh. Ngoài ra chủ nhà lắp đặt thêm cho quý vị ở đây là gì ạ? Bếp từ hút mùi lắp đặt sẵn sàng cho quý vị về chỉ việc sử dụng thôi. Mặt bếp ốp đá granite, xung quanh bếp ốp kính ốp bếp. Cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà màu trắng, và màu tông màu bếp cũng vậy mọi người ạ, rất là thoáng, rất là sang và tinh tế. Nói chung đính từ không gian phòng bếp và ra phần phòng khách, ra phần cửa cổng kia, căn nhà rất là rộng, thoáng vô cùng cho quý vị nhé. Ngoài ra tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh cho quý vị sử dụng ở phần tầng 1. Đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, máy bơm nước lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ cổ trụ tay vịn cầu thang thiết kế ở đây cho quý vị ở đây là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Xem với diện tích 65m², sân cổng riêng, thiết kế có hài hòa hay không. Và bật mí với quý vị, cái giá bán của ngôi nhà này cực kỳ là hấp dẫn, chỉ hơn 2 tỷ thôi, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị có nhu cầu, chắc chắn rằng pháp lý phải chuẩn chỉnh thì ngân hàng mới hỗ trợ cho quý vị vay được, đúng không ạ? Và mời người theo em lên khám phá tầng trên của ngôi nhà. Và tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên phía bên trong.
Hướng nhà là hướng Tây Nam, mặt sau của ngôi nhà là hướng Đông Bắc, cho nên khi mà mở cửa sổ trước và sau nó rất là hút gió và thoáng. Hệ thống trần thạch cao được lắp đặt đầy đủ ở các phòng ngủ. Đó. Nói chung là có sao thì em sẽ quay review chuẩn chỉnh cho quý vị như vậy. Với căn nhà này thì chủ nhà lắp đặt đầy đủ hết cho quý vị, đầy đủ sẵn ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa ở các phòng. Tất cả cửa thông phòng thiết kế đều là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và đây là phần phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Thông, thoáng. Đây. Đây là phần phòng ngủ. Phòng nào cũng cửa sổ đầy đủ, ánh sáng tự nhiên. Nói chung ấy là em quay cụ thể cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên các tầng bên trên. Đường ngõ có sao thì cũng quay cho quý vị như vậy. Với căn nhà này thì ưu điểm của nó là ô tô đi qua. Ưu điểm tiếp theo đó là ô tô để ngày đêm ngay cạnh nhà. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau. Với phần phòng vệ sinh này thì chủ nhà lắp đặt sẵn cho mình một bình nóng lạnh cũng như là ốp gạch lên tới 2 phần 3 của ngôi nhà, của phòng của vệ sinh rất là sạch. Rồi là trong phòng vệ sinh thì thiết kế đầy đủ hệ thống sen cây tắm, lavabo, bồn cầu. Nói chung công năng sử dụng theo từng tầng là đáp ứng đầy đủ, phù hợp cho một hộ gia đình sử dụng. Mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà với căn nhà 3 tầng 65 mét. Quý vị có cảm thấy ưng ý thì liên hệ ngay với nhà tốt để được tư vấn và chọn lựa cho mình căn nhà ngay lập tức nhé. Ngọc Ánh đang đứng lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Quý vị mà đang có những cái mảnh đất 50-60 mét, nhà ống mà chưa biết thiết kế như thế nào để nó hài hòa, hợp lý thì quý vị có thể tham khảo mẫu ngôi nhà này, bởi vì thiết kế của nó vẫn có sân cổng riêng này, rồi là vẫn thiết kế được 3 đến 4 phòng ngủ tùy theo mục đích công năng sử dụng của một hộ gia đình. Trên phía tầng 3 này thì thiết kế thêm cho quý vị một phòng ngủ, một phòng thờ, một sân phơi, một phòng vệ sinh rất là đầy đủ. Đó. Cho nên là Ngọc Ánh mới chia sẻ có những cái khách hàng đi xem, có những vị khách hàng mà đến xem nhà không tin rằng là căn nhà này chỉ có 30 mét thôi ư, mà sao thiết kế nó lại hợp lý thế. Bởi vì thực ra như quý vị thấy đấy, đất ở quê diện tích rất là rộng, nhưng đôi khi phần tối ưu công năng sử dụng, cho nên mọi người, nhiều người lên đây xem cứ nghĩ rằng là nó rất là nhỏ, không thể sử dụng được. Nhưng mà 30 mét mà chủ nhà vẫn thiết kế cho quý vị 3 đến 4 phòng ngủ, đó là tối ưu công năng. Đất ở Hà Nội thì nói chung là mọi người biết rồi, đất rất là cao, rất là đắt. Nếu như mà ở nội thành thì giá cao, mà ở ven thì mọi người lại nghĩ là xa. Nhưng mà thôi thì tầm tiền nào thì bất động sản nó sẽ nằm ở đó, phụ thuộc vào cái đối tượng khách hàng. Với những cái căn nhà diện tích rộng, giá chỉ hơn 2 tỷ như thế này thì chắc chắn là nó không thể quá gần trung tâm được. Ngoài xin chia sẻ thực tế luôn là như vậy. Với cái ngôi nhà này, cụ thể nó mà lên tới Hồ Hoàn Kiếm, nó sẽ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 20 km quý vị nhá. Đi lên tới ngã tư Sở khoảng tầm 12 km. Cho nên quý vị có thể cân đong đo đếm quãng đường đi, cân đong tầm tài chính cụ thể của gia đình mình để có thể liên hệ với lại nhà tốt tư vấn và giúp quý vị chọn lựa được căn nhà ưng ý nhất, ưng ý về giá thành, ưng ý về vị trí. Đây là phần sân phơi, phần còn lại của ngôi nhà. Nói chung là hợp lý, hài hòa. Bây giờ gần như là nhà nào cũng sử dụng máy giặt mà cả sấy nữa, cho nên cái phần sân phơi nhỏ nhắn như thế này cũng vẫn đáp ứng đầy đủ cái tiêu chí cho quý vị. Khi mà mình làm đây thì kể cả là chăn mà mình vẫn phơi được thoải mái, đúng không ạ? Và quý vị muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh nhà tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.